là tập trung ở công trình với cao tốc Cà Mau. Quá khủng luôn, đủ các loại hàng quá luôn. Lú ở ngoài luôn trời, bên chiếc hàm xà lan nó dài vậy rồi còn lú ở ngoài khoảng 5m 6m, quá khủng ha. Trời mưa cũng hoạt động luôn.